Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Lê Quốc Tuấn, 40 tuổi, trú tại xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, là đối tượng dùng dao khống chế người phụ nữ hiếp dâm, cướp tài sản. Thông tin ban đầu cho biết, tháng 12 năm 2023, sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội trộm cắp tài sản, Tuấn Khai bị nhiễm bệnh HIV, nghiện ma túy, không có chỗ ở, nên từ Hà Tĩnh vào Đắk Lắc xin ở nhờ nhà chị ruột tại xã Ea Cao, thành phố Buôn Ma Thuột. Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 29 tháng 2, sau khi sử dụng ma túy đá, Tuấn nảy sinh ý định hiếp dâm, chiếm đoạt tài sản của một người phụ nữ ở trên địa bàn xã Ea Cao. Trưa cùng ngày, đối tượng Tuấn đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang và mang theo hai sợi dây dù, một con dao dài 40cm đi bộ ra nhà người phụ nữ đã nhắm từ trước. Tại đây, thấy người phụ nữ ở một mình trong phòng khách, Tuấn liền đi đến kề dao vào cổ khống chế nạn nhân để thực hiện hành vi hiếp dâm. Chưa dừng lại, Tuấn còn trói tay, chân và dùng băng keo dán bịt miệng để nạn nhân không la hét được. Khi thấy trên cổ nạn nhân có đeo một sợi dây chuyền vàng, Tuấn liền dùng tay giật đứt sợi dây chuyền trong lúc bị đối tượng khống chế để thực hiện hành vi thú tính nạn nhân tìm cách chống cự quyết liệt trong lúc răng co nạn nhân bị lưỡi dao cứa vào ngón tay cái gây thương tích chảy máu khi đối tượng chưa thực hiện được hành vi đồi bại nạn nhân đã kịp thời cởi được băng keo và khóc la hét lớn lo sợ bị phát hiện tuấn mặc lại quần áo rồi cầm sợi dây chuyền vàng cùng hung khí bỏ chạy thoát thân trên đường bỏ trốn tuấn còn đột nhập nhà trọ của sinh viên ở phường ea tam thành phố buôn ma thuột trộm cắp một chiếc laptop Gây án xong, Tuấn mang sợi dây chuyền đến một tiệm vàng ở phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, bán được 11 triệu đồng. Khoảng 19 giờ cùng ngày, Tuấn mang theo chiếc laptop đón xe khách bỏ trốn đến tỉnh Trà Vinh và tiếp tục trốn đến tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lãnh đạo công an thành phố Buôn Ma Thuột đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự cử một tổ công tác đến tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Đến 23 giờ ngày 3 tháng 3, sau 3 ngày đối tượng bỏ trốn, một tổ công tác của đội cảnh sát hình sự công an thành phố Buôn Ma Thuột đã bắt giữ Tuấn khi đang đến thuê nhà nghỉ ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Được biết, đối tượng Tuấn từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và nghiện ma túy từ nhiều năm nay sáng mùng 6 tháng 3, theo thông tin từ cơ quan chức năng công an tỉnh Lai Châu, các đơn vị chức năng đang khẩn trương truy bắt nghi phạm sát hại cô gái 21 tuổi xảy ra trên địa bàn bản Phiền Áng, xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Theo nội dung vụ việc, khoảng 19 giờ 15 ngày 5 tháng 3, tại bản Phiền Áng, xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, xảy ra một vụ án giết người, nạn nhân là một cô gái 21 tuổi. Theo đó, nạn nhân được xác định là chị Lò Thị L, sinh năm 2003, chú tại bản phiên áng đối tượng gây án được cơ quan công an xác định là lò văn sươm sinh năm 2001 trú tại bản nậm há xã nong hẻo huyện sinh hồ trước khi gây án đối tượng mặc áo kẻ màu đen quần bò màu đen đi dép màu đen sau khi gây án đối tượng này đã cầm theo dao bỏ chạy theo hướng xã nậm sỏ nghi chạy sang huyện sinh hồ hiện lực lượng công an huyện tân uyên đang tập trung truy bắt đối tượng gây án Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu kêu gọi đối tượng gây án sớm ra đầu thú và đề nghị người dân cung cấp thông tin về đối tượng có đặc điểm nhận dạng như ảnh để phục vụ tiến trình điều tra sớm bắt giữ đối tượng gây án. Đầu mối tiếp nhận thông tin như sau. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu, Thượng tá Vũ Tiến Văn, số điện thoại 0915 48 Công an huyện Tân Uyên, Thượng tá Nguyễn Mạnh Tân, số điện thoại 0977 866 999 người dân có thể nhắn tin trên fanpage Công an tỉnh Lai Châu hoặc báo cho cơ quan công an nơi gần nhất. Liên quan đến một vụ án mạng khác xảy ra tại Quảng Ninh, mới đây thông tin từ Cơ quan Chức năng thành phố Uông Bí, Quảng Ninh, cho biết các đơn vị nghiệp vụ đang tích cực vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại phường Bắc Sơn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 12 phút ngày 5 tháng 3, quần chúng nhân dân đã báo cáo cơ quan chức năng Việc phát hiện một nạn nhân nữ đã tử vong tại nhà đối tượng Đồng Xuân Điệp, sinh năm 1974, trú tại tổ 11A, khu 9, phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng thành phố Uông Bí đã khẩn trương vào cuộc, bảo vệ hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Thông tin xác minh ban đầu, nạn nhân là chị Bùi Thị Dê, sinh năm 1979, trú tại phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, chỗ ở hiện nay là phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh nạn nhân có quan hệ tình cảm với Đồng Xuân Điệp. Ngay sau đó, Công an phường Bắc Sơn và lực lượng chức năng đã truy bắt được Điệp khi đối tượng này đang lẩn trốn trong bụi cây tại tổ 16 khu 7 phường Bắc Sơn. Theo lời khai ban đầu của Điệp, thì đối tượng có quan hệ tình cảm và sinh sống với nạn nhân như vợ chồng. Khoảng 2 giờ ngày 5 tháng 3, tại nhà của Điệp, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, đối tượng đã dùng thanh sắt đánh nhiều nhát vào đầu chị Dê. Khi thấy nạn nhân chảy nhiều máu, Điệp đã dùng xe máy bỏ trốn khỏi nhà nhưng đến đoạn đường thuộc tổ 16, khu 7, phường Bắc Sơn, đối tượng bị ngã xe máy nên đã lẩn trốn vào bụi cây. Hiện lực lượng chức năng thành phố Uông Bí đang vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 6 tháng 3, Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh xác nhận thông tin đã bắt giữ Hoàng Đình Tuấn, sinh năm 1984, quê Thanh Hóa, còn gọi là Tuấn Phò Mã, để điều tra về tội đánh bạc. Vụ việc đang được các lực lượng chức năng huyện Yên Phong và Bắc Ninh tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định. Hoàng Đình Tuấn thường được gọi là Tuấn Phò Mã hay Tuấn Phò Mã 36. Trước là một tài xế ô tô, hơn một năm trở lại đây, Tuấn trở thành hiện tượng trên mạng xã hội với những clip quay lại quá trình làm việc của cảnh sát giao thông, thu hút rất nhiều lượt xem, chia sẻ và bình luận. Trên mạng xã hội Facebook, TikTok hay YouTube xuất hiện rất nhiều clip của Tuấn Phò Mã hay Tuấn 36. Tuấn chuyên quay các video cách né cảnh sát giao thông và giải thích về luật giao thông đường bộ. Tuy nhiên, nhiều clip của Tuấn Phò mã cũng ghi lại cảnh người này xin lực lượng chức năng bỏ qua lỗi vi phạm của người đi đường. Đang nói trên các clip, khi thấy sự xuất hiện của Tuấn Phò mã, nhiều tổ đội cảnh sát giao thông lại ngay lập tức bỏ qua vi phạm. Thậm chí có cả hình ảnh tổ công tác đang đứng làm nhiệm vụ, nhưng thấy xe của Tuấn phò mã đi qua, liền vội thu bàn ghế chuyển đi nơi khác. Kênh TikTok của Tuấn phò mã có tới 3,7 triệu lượt thích và hơn 300.000 người đăng ký theo dõi. Các clip của người này ngoài quay hình ảnh của lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, còn có nội dung bán máy cạo dầu thu hút sự chú ý của hàng trăm nghìn người xem. Dù Tuấn đăng tải các video clip như vậy, nhưng theo tìm hiểu, người dưng là Tuấn Phỏ Mã không có mối quan hệ mật thiết nào với cán bộ cảnh sát giao thông. Người này cố tình làm xấu hình ảnh của lực lượng công an. Một cán bộ cảnh sát giao thông cho biết, theo tìm hiểu, Hoàng Đình Tuấn, quê Thanh Hóa, từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, vào ngày 10 tháng 4 năm 2014, Hoàng Đình Tuấn bị công an thành phố Biên Hòa Đồng Nai bắt khẩn cấp về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 16 tháng 12 năm 2014, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai đã tống đạt cáo trạng truy tố Hoàng Đình Tuấn quê Thanh Hóa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài mạng xã hội TikTok, Facebook thì còn một website www.tuấnphòmã36 ghi là hộ kinh doanh TPM Shop với thông tin liên hệ là số điện thoại di động và dẫn nguồn tới fanpage Tuấn Phò Mã 36 tới mạng xã hội Facebook. Trên website này cũng bán đủ các sản phẩm máy cạo dâu, mũ cối, sim, bảo hiểm các loại. Nhưng khi gọi điện vào số điện thoại trên website thì có một người đàn ông nói là nhân viên của anh Tuấn Phò Mã 36 và đó là điện thoại của anh Tuấn nhưng mới đi ra ngoài có mua hàng họ sẽ ship sản phẩm cho còn các việc khác thì tí sẽ nói anh Tuấn gọi lại sau sau đó không thấy người này liên lạc lại